nghe kinh thức tịnh tu hiền trở về quê cổ Đại Liên mẹ cha. Nay họ Quách thành này tâm thi lễ, sáu xuân niên thành công họ Quách dậy thời, thành thì tâm mi sám hối Phật trời ngày nay. Xưa kia gây lỗi trần miền mịt đi mà tâm mi tôi xích xiên gì ai, nhờ mẹ tháo cái quan bài giải dẫn con hiền đường sáng đi mà đi. Vì con gây lỗi trần thương mẹ chứng lòng này, tâm ý thầm sám hối quan khiên nhiều đời, tâm thầm hòa quyển lời kinh để cho trần thế tìm phương tu hiền. Nghe kinh mẫu lòng con sao xuyên, lại mẹ hiền xin đổ dùm cho, đổ cho chồng vợ thuận như hòa, làm ăn tươi tốt mẫu bà dòm chung. Mai thu trang tâm thành hòa quyền, thì hôm nay lập lễ nguyên cầu. Lễ dân hết người để tâm thành, Quách thành danh ý thành ý tâm ý khấn nguyện. Quách đình ni đình thượng tấu cung tiên, nguyện thành trí nhờ đấng thiên liên, dẫn đường dẫn nghi lối đạo hiền tu tâm. Cùng cầu nguyện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Công, bà con tiểu thương trái cây chợ đầu mối Bình Điền được phước thọ an khương, gia đình hưng thạnh, con cháu thuận hòa, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Phật mẫu tuy vô hình vô tướng, mẹ cầm quyền phạt thưởng nhân sanh, ban ra lời ngọc chân kinh khảo sát địa lý, khai sinh địa cầu. Thở hổm đổm một bầu không khí, còn mịt đi màu vô thì biết đâu. Phật đi mẫu đã ngự đó rồi, phân ra thiên địa hòa
bàn cầu chuyến xây. Mẹ đứng y ra làm thầy trước nhất, đạo hoằng khai lời thật quyền linh. Phổ thông truyền bá chân kinh, phán bài phong tục nhân sinh sáng ngời. Chốn phạm trần đến đi đời quân hà, mẹ giáng y cơ bút tả chân. Ai truyền ân y tông y phổ in mẫu hoàng báo hộ khương linh tu trường. Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn ơi giúp chúng sinh ngộ nhận đạo chân, dựng đời thành trị thượng ngoan hết đi lòng chỉ giáo linh nhân tỏ tường. Khắp thế giới thập phương cung cảnh ráng niệm trì nguyện thành lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu. Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm, hoặc gia gia ban hành. Kẻ nào tùng y niệm chân thành, thánh y tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi. Ai chẳng cầu ác cảm ơn, chế bay rằng mờ ám không tồn. Đến khi nào lúc lắm chung hồn linh kẻ xa vào vĩnh viễn đỏ đại người lắm tiếng dễ kinh. Sanh nề lòng nhạo bán lý kinh, tội như biển cả mến mong khổ sầu. Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hại, mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu. Xét đi ra khắp cả hoàn cầu, điều gió lành khi mẹ pháp màu chuyển đi ra. Mẹ thương con vì tha tất cả mà
khổ đoạn trường biết bao. Trang nữ kiệt anh nào chi lại vàng cho người trần thế dương gia tri tường. Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh, nạn thiên tai phải hoành yêu sầu dập dọn nhiều cảnh khổ đau. Qua tay trước khi mắt ngày trắng ngày đau bây giờ. Mẹ thương con đề thơ phân tỏ, lại chẳng nghe ghi rõ lời châu. Cuộc đời thế sự bể dâu, mẹ đã tường tận y đón rồi tiên tri. Dầu khó khăn việc chi nguy khôn, mẹ bình trị trình y đón khắp nơi. Phán truyền bài tỏ bao lời, quá xanh đi hoằng đạo cái đời dưỡng sinh. Phật có phân rành tất cả bài mười hai, vì đã lầm phần đương kinh hành sự xa gần, vì nào cũng có thánh đi thần hợp chung. Duy trì máu chẳng cùng ai cả, khắp ở trong thiên hạ xứ nào lập chùa tạo miếu đền cao, phụng thờ thần ni thánh ni ra vào cung nghinh. Còn mẹ đây riêng mình ai nhớ, đến tâm ni danh cũng nhớ tường tri. Cõi trần chẳng có chi chi, một ngôi miếu nhỏ vậy thì cũng không. Bởi chúng sinh bạc lòng chẳng nghỉ, nên cam đành khổ hoa lụy sầu bi. Quanh đi năm bão cả loạn ly, trời mưa không y thuận đất cơ thì không xanh. Mẹ thương con chẳng đành dứt bỏ, tình thiên liền bút mực ghi rằng các con lớn nhỏ nghe chăng thọ trì kinh đi mẫu khó khăn cũng lành.
khắp nhân sinh đều hành tâm đạo, giúp cho đời cải tạo ăn năng. Chẳng luận cao thấp đi ngang bằng, giàu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh. Chính tội biết cung hinh đọc tùng, điểm quyền di hổ dụng mẹ ban. Cố nhục xa cách đi lạc đàn, mẹ cho trai họp an sinh vui dày vui trong cành đạo. Bao ngày giàu chia cũng hiệp cùng mà nhau, không phân chia hai bậc cao thấp. Ai ai cùng được truyền trao kinh khắp non nước đông tây nam bắc, phổ biến kinh để nhắc nhở lòng. Thập phương ba tâm đi rõ thông, nếu chẳng nghe khứng thọ chắc không sanh tồn. Bao uy khổ dập dồn đau xiết, nạn thiên tai thủy diệt sơn băng. Chúng sinh ngã gục nhào lăn, lâm dòng đại nạn thoát chẳng được nào. Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật, sanh ra nhiều chứng tật gớm ghê. Khắp trong tất cả thành quê thái đều thọ nạn ê chề cổ thân. Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết, thổ sản này ngã chết đi chẳng còn. Đôi lòng quằn quại các con, vậy nên ráng nhớ lời son màu từ. Mẹ khuyên con tâm tư lời cuối, gắn tâm tô thông suốt ca lý kinh. Truyền trao giải nghĩa phổ huynh cho người trì tụng hiểu kinh kịp. Con sẽ thấy đời hết khổ, nội trong năm phổ độ đầu tiên. Mưa hòa gió thuận khắp miền mùa màng xuân.
công tốt thải liền chẳng sai. Còn như đau lệ ngày kỷ mậu, lập đàn tràng bái mậu trì kinh, dân nghị đèn sáp thiện quang minh, từ tôn phủ điểm nhân sinh phúc đầy. Mỗi trăng có ba ngày mẫu kỳ, khai thành tâm bền chí cúng dường kính đàn đăng thủy ương hoa. Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo, việc cung kiến phải cho tinh khiết, cố gắng tu ta thiết cần chuyên lo tròn phận sự hằng niên. 36 nhật kiền thiền trì kinh, sắm lễ vật cung nghinh từ mẫu, trong các ngày kỳ mẫu lập đàn, gồm có sao ngọn đắng nghi quang quả hoa tươi thắm hương phần năm cây. Sáu chung nước lọc đủ đầy, cùng chung nhau họp trì kinh kính đi đàn, đọc kinh giải lý rõ ràng, mỗi người đều đinh đi tâm an thọ trì. Sư nào làm ý lời dài, định tinh đi thần tùng bãi biến kinh, tiêu hao nghiệp chướng tội mình, hướng đời quân thượng quyền linh sanh tồn. Đức từ tôn truyền ra cho biết, các con cần tha thiết ghi lòng. Lúa mạch cần chín đầy đồng, hiện ra móng mi bạc cứ không rõ ràng. Gió từ đâu thổi sang rất mạnh, trong niên này gặp cảnh phong ba, khổ sầu từ trẻ tới già, chúng sinh phải chịu thiết tha cơ hàn. Nào
nạn đói lạnh lầm tháng đau xiết là điểm trời ứng thiệt rõ ràng. Thiên đình thu hạt cây lúa vàng, thần linh đi ngủ cốc linh đi ban về trời. Gieo quả cho cảnh đời khốn khổ, tuy vậy mà có chỗ cũng chưa nơi nào cánh mẹ sớm trưa. Trì kinh địa mẫu bước thừa bình thần ủng hộ ân cần đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm được phúc lành thì tháng năm no ấm trên thiên đình khi chấm đi phước ban nội gia kẻ sẽ được thành phát vinh quang muôn phần. Thanh long bạch hổ thần cũng giang, phò tá người xứng đáng con lành từ tôn cho biết rõ cành trăng mười thập bát giáng sanh trần miền. Đến giờ ngõ kiền thiền cánh màu ấy chẳng có nên dài đổi thời gian. Số mùi thình tức không an đúng giờ nhất định lập đàn trì kinh cầu linh mẹ thương tình cứu khổ phụ điển linh phổ độ chúng sinh các con tụ họp tâm thành được ban màu nhiệm phúc lành khắp nơi. Mẹ hiện thanh xuống đời tri chứng phương hướng đi nào bền vững chi tâm. Thượng hành kinh mẫu diệu thâm ngày đêm thành kinh tháng năm tâm nhàn còn lo chi mùa màng chẳng trúng nhà nào hay trì tụng kinh này. Phước lành sẽ được thưởng ngay
học cả thọ hương đăng cà quả vinh sang chân kinh của Đức Mẫu Hoàng gồm bao diệu lý lợi vàng ngọc châu kinh Địa Mẫu đúng vào bậc nhất chẳng tường phân ý thức suy tầm người đời còn bởi mê tâm chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang ai tính ngộ lập đàn cung kinh thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường nạn tai nghiệp chướng lỡ dương một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm lưng kinh Địa Mẫu thấm nhuần đạo lý căn cần chuyên nghiêm kỳ lời khuyên hằng ngày rộng rã thân nguyện được nhiều công đức tội liền tiêu tan kinh Mẫu hơn muôn ngàn kinh khác ai chỉ tâm hiển đạt phúc lành rõ thông từng chữ hiểu rành người đó sẽ được mẹ dành hồng ân điển quyền linh xa gần chiếu tỏ phóng hào quang khắp cả bầu trời thương người hiểu rõ từng lời tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu thông đã từng câu nghiệm kỳ đã tri tường nghĩa lý diệu kinh có thể gọi sạch đi tội mình bao nhiêu nghiệp mà chướng khoan tình tiêu tan như ai rõ từng hàng mẫu dài qua nạn tai sắp xảy đến mình lại còn hưởng được phước vinh tam tài lộc thọ hương ninh thanh nhàn kinh quyền thì đích danh mẫu chuyển điện quang luôn được phước lộc bình an đời đời kiếp kiếp mẹ ban phúc lành như nghe thuyết kinh này chẳng tường lại bỏ qua không lượng tường tri mà lòng chẳng khứng thọ trì bị khép
vào tội kính khi Phật trời. Tội vì ban bao lời xúc phàm, lâm vào cảnh khóc thảm sầu tan. Ngày ấy chẳng có kêu quan, phải đành dương tội gian nan ngục tình. Dân nước đi nào chẳng tin lời mẫu, sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha. Đại kiếp thủy hỏa phong ba thải đều chết rồi, đâu mà còn chi. Lòng máu tử nghĩ si đau xiết, muốn ngũ quỷ đại kiếp phong mi mang. Nạn thủy hỏa sắp xảy ra, thương cho sinh chúng phải xa cảnh sầu. Ngạc chúng sanh quay đầu trở lại, tuân theo lời mẫu dạy trong kinh. Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh, vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều. Mãi bao điều phương kê, chẳng đành lòng bỏ phê lãng ngơ. Tình thương vô bên vô bờ, làm sao cứu được con thơ trở về. Mẹ dùng phước phép màu phê sắc lệnh, phán nhân rằng chỉ định thế này. Truyền thần thiện ác đến đây, chia làm hai phái lướt mây xuống trần. Người hung dữ ác thần vẫn nghi dắt nhập cùng người chung, kẻ bất lương tâm. Độc ác tàn nhẫn đa dâm, chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi. Bậc vào chánh ý giác kịp thời, ngày đêm tu niệm quên đời gian nan. Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc, mẫu sẽ vai ra một cái chài dầu cho thiện. Tất cả một chài nhốt chung, liên lụy kẻ tận trung tận yêu người.
đạo kinh ni tâm. Chừng đó mới thấy diệu tâm, mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm kẻ lành. Được sống sót nhàn thanh đầu